Xe đạp thể thao Vietcombank xin chào bạn với tiêu chí kinh doanh phụng sự đến dẫn đầu shop xe đạp thể thao Vietcombank, shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam, luôn có đủ xe, đủ size, đủ màu của nhiều thương hiệu, đủ chủng loại từ xe đạp đua, xe đạp địa hình, xe đạp city bike, xe đạp thành phố, xe đạp gấp, không thiếu chủng loại nào của nhiều thương hiệu, nhiều cấu hình, nhiều mức giá, nhiều màu sắc để bạn lựa chọn. Và shop thì luôn nhập thêm nhiều model mới của nhiều thương hiệu mới tiếp tục về giới thiệu tới bạn trên mọi miền Tổ quốc. Và bạn đừng quên đăng ký kênh xe đạp thể thao Vietcombank vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Shop liên tục phát những video mới giới thiệu những sản phẩm này. Và trong video này, shop tiếp tục giới thiệu tới bạn sản phẩm mới, và đây là những chiếc xe đạp city bike từ hãng Adore, một thương hiệu rất nổi tiếng, và đây là những chiếc xe đạp suốt châu Âu đã có tại Việt Nam và đã có tại shop xe đạp thể thao Vietcombank. Với Adore G600, shop đã về 3 màu, đó là màu hồng, màu xanh và màu trắng đỏ. Và từng màu sắc thì shop cũng sẽ làm review chi tiết và giới thiệu bán tới bạn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông, để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Trong video này, shop sẽ giới thiệu chi tiết và bán tới bạn Adore G600 màu trắng đỏ rất đẹp, thanh lệ và đẳng cấp đây. Vâng, hãng Adore là một hãng rất nổi tiếng và sản xuất rất là nhiều model. Shop đã nhập về rất là nhiều model, và từng video thì shop sẽ giới thiệu từng model một tới bạn. Và trong video này thì đang giới thiệu chi tiết tới bạn Adore G600, xe chuẩn xuất châu Âu các bạn nhé, chuẩn xuất châu Âu. Bạn nhìn kiểu dáng khung là biết phong cách châu Âu rồi. Và hãng Adore là hãng rất nổi tiếng với Adore G600 cấu hình full nhôm, gồm khung nhôm, vô tăng tay lái hợp kim nhôm, cọc in nhôm, vành nhôm, đùi đĩa nhôm, nhôm cao cấp nhôm T6 aluminium 6061, tức là nhôm T6. Tem thì sử dụng tem phản quang bạn nha, tem phản quang rất là đẹp và rất là hay luôn. Chiếc xe đạp này có thể sử dụng để tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe, đi học, đi chơi, đi làm đều được. Dạp, thành phố, đạp phượt, đạp mọi miền Tổ quốc. Cáp thì được âm trong khung. Vâng, tại sao cái cáp này lại ở ngoài khung? Bởi vì sử dụng phanh đĩa dầu ở nha. Phanh đĩa dầu thì hãng khi mà làm chiếc phanh này thì người ta đã bơm dầu, người ta thử sẵn rồi. Nên là khi ráp vào xe thì không thể tháo ống ra và luồn sau đó bơm dầu được, nó sẽ không còn độ chính xác. Tay lái được thiết kế theo dạng hơi cong một chút, nhìn rất là phù hợp với tổng thể của xe, rất đẹp luôn. Sử dụng chiếc phuộc giảm sóc có khóa hành trình, phuộc giảm sóc có khóa hành trình, sử dụng rất dễ dàng và rất êm tay. Và đặc biệt chiếc phuộc này là phuộc cầu đúc, đây là cầu phuộc bạn nha. Cầu phuộc đúc thì những chiếc phuộc cầu đúc như này là những chiếc phuộc đắt tiền. Cầu đúc tức là đúc liền hai ống phuộc hai bên này với nhau, rất là đẳng cấp và tuyệt vời như vậy. Tiếp theo, xe này được sử dụng cặp vành bánh cỡ 700 với vành nhôm hai lớp cao 4 cm, lan hoa bằng thép và sử dụng trục tháo lắp nhanh với chiếc bánh sau. Lốp thì sử dụng lốp của hãng CST, thông số lốp là 700 x 40. Vâng, 40 là cái chiều rộng này của lốp bạn ạ. Nhiều bạn cũng chia sẻ muốn hỏi là cỡ bánh tính như thế nào. 700 đó là đường kính, còn cái số nhân đằng sau là chiều rộng của lốp. Ví dụ nhân 40 là lốp này nó chiều rộng nó là 4 cm, nhân 28 là 2,8 cm, 32 tương tự như thế. Và cặp lốp thì gai như này thì rất là bám đường và chạy rất là êm. Phối hợp với cuộc thì bạn điều khiển chiếc xe đạp này cực kỳ dễ dàng, rất êm tay. Điều khiển kiểm soát tốc độ thì sử dụng hệ thống phanh đĩa dầu của hãng SGB. SGB bóp nhả rất nhẹ nhàng và rất là bền luôn. Còn bộ truyền động đã được trang bị cho chiếc Adore G600 này là sử dụng bộ truyền động Shimano Untouch, chính hãng luôn ha. Tay đề số Shimano Untouch M2000. Ở bên tay trái này là có 3 số, tức là điều khiển bộ đùi đĩa có 3 đĩa. Bên tay phải là có 9 số, tức là điều khiển líp có 9 tầng. Và tùy từng tốc độ, tùy từng cung đường, tùy từng độ dốc khác nhau, bạn hãy để cái xích này ở những cái đĩa phù hợp và líp phù hợp. Thì trong những video về kỹ thuật, Sô cũng đã sẽ chia sẻ tới bạn làm sao đạp chiếc xe đạp này nhẹ nhất, bền nhất cho bộ chuyển động. Và nó nhiều đĩa, nhiều nhíp như này thì đạp rất là phù hợp thể dục thể thao. Tùy từng tốc độ bạn sẽ để những cái xích này bằng cái điều khiển trên tay đề số để điều khiển cái gạt đĩa Shimano Touring này, để gạt những cái xích này xuống đĩa. Và
gạt líp là Shimano Untouch, điều khiển xích cho nó chạy ở 9 tầng líp này, líp 9 tầng này, để ra được cái lực đạp cho nó phù hợp với cái sức khỏe thể lực của bạn hay là cung đường tốc độ của bạn tối ưu nhất. Nó rất là hay ở chỗ đó, nên là những chiếc xe đạp thể thao khi sử dụng bộ truyền động như này thì rất là tuyệt vời khi mà bạn sở hữu một chiếc Aurora G600 đây. Bộ đùi đĩa bằng nhôm của Rowheel, 3 đĩa có chắn đĩa vuông vuông và sử dụng bi bạc đạn rất trơn và trớn, các bạn thấy này. Đây là chiếc màu trắng đỏ G600 Aurora. Vâng, và ngày, bạn còn câu hỏi nào thắc mắc về chiếc xe đạp Aurora G600 này, hãy liên hệ trực tiếp với shop xe đạp thể thao Trung Vòng qua số điện thoại hotline 098 331 5936 đang hiện trên màn hình. Shop sẽ trả lời mọi câu hỏi thắc mắc của bạn. Bạn đến với shop mua được xe tốt, giá tốt, nhận xe tại nhà, không cần phải đi đâu xa. Và shop đã có hàng ngàn khách hàng trên toàn quốc đã đến với shop tin mua sản phẩm từ shop, hài lòng về dịch vụ, hài lòng về chất lượng sản phẩm, và tiếp tục khi có nhu cầu mua hàng tiếp theo thì mua cho người thân, mua cho bạn bè thì tiếp tục giới thiệu và đặt hàng, shop lại tiếp tục gửi về. Vâng, rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền tổ quốc luôn tin yêu và ủng hộ shop xe đạp thể thao với chúng con. Chọn shop xe đạp thể thao với chúng con là điểm dừng chân mua những chiếc xe đạp thể thao, và shop còn bán nhiều đồ chơi phụ kiện của xe đạp thể thao, và bạn không những mua được xe tốt và mua luôn những cái đồ chơi phụ kiện trang bị đầy đủ theo nhu cầu của bạn về chiếc xe đạp bạn muốn sở hữu tại shop xe đạp thể thao với chúng con này. Vâng, một lần nữa cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao với chúng con vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.